kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc lộ điểm yếu chí mạng vì trận mưa ngàn năm có một. Mỹ cảnh báo nguy cơ Trung Quốc thu thập dữ liệu gen. Trung Quốc gọi Pháp và 42 nước khác là tay sai của Mỹ. Quý vị đang đến với tin tức cập nhật trên kênh Tin Tức Việt. Những tin tức nóng hổi nổi bật nhất trong ngày sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc lộ điểm yếu chí mạng vì trận mưa ngàn năm có một. Nỗ lực thay thế tiền mặt bằng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc đang thu hút nhiều sự chú ý, nhưng lũ lụt hoành hành ở Trịnh Châu hồi mùa hè đã làm suy yếu độ tin cậy của kế hoạch. Lũ lụt làm tê liệt hệ thống thanh toán di động. Theo báo cáo, mưa lớn ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào tháng 7 năm 2021 khiến nước sông tràn qua bờ kè, gây mất điện trên diện rộng và làm tê liệt các dịch vụ thông tin di động. Đợt mưa lũ ở Trịnh Châu hồi mùa hè được coi là lớn nhất trong lịch sử thành phố, với lượng mưa lên đến 201,9mm. Nhân dân Nhật Báo mô tả, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7, Trịnh Châu đã chứng kiến những trận mưa lớn ngàn năm có một khiến đường phố ngập nặng. Do người dân thành thị Trung Quốc thường sử dụng các ứng dụng thanh toán di động như WeChat và Alipay thay cho tiền mặt, nên khi mạng di động bị ngắt đột ngột, đồng nghĩa với việc tại thành phố 12 triệu dân này, có nhiều người dân không thể liên lạc được với trường hợp khẩn cấp, cũng như không có tiền mặt để tiêu. Liên quan đến việc phát hành một loại tiền kỹ thuật số hợp pháp, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu trong các nước lớn. 4 ngày trước trận lụt ở Trịnh Châu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố kế hoạch triển khai đồng nhân dân tệ kỹ thuật số chính thức và các kết quả thí điểm đạt được. Nhưng sau đó, sự cố mất điện ở Trịnh Châu đã làm tê liệt cơ sở hạ tầng thanh toán kỹ thuật số, vốn là trụ cột của kế hoạch này. Do không có tiền mặt nên một số người ở Trịnh Châu đã chuyển sang hình thức hàng đổi hàng. Ví dụ, một người đàn ông đã sử dụng thuốc lá để thanh toán khi mua rau. Tờ Wall Street Journal ngày 19 tháng 10 dẫn lời Zhao Jun, một nhân viên 25 tuổi của công ty sản xuất sữa, nói rằng lũ lụt khiến cô bị mắc kẹt ở một nơi cách xa nơi cư trú và cô đã phải ngủ qua đêm trong một khách sạn. Sau đó cô nhận ra rằng nếu không có Alipay và WeChat, cô không thể trả tiền phòng cũng như không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi đã rất lo lắng, Zhao nói. Sự gián đoạn tài chính này tương đối ngắn, nhưng nó là một ví dụ rõ ràng về những rủi ro mà các quốc gia có thể gặp phải khi áp dụng tiền kỹ thuật số. Tiền tệ kỹ thuật số phụ thuộc vào điện thoại di động. Khi chính phủ tham gia vào lĩnh vực tiền kỹ thuật số, vốn bị chi phối bởi Bitcoin và một số loại tiền điện tử khác. Ngoài các cuộc tấn công của hacker vào ví điện tử của sàn giao dịch trực tuyến, độ tin cậy của mạng di động cũng trở thành một lỗ hổng tiềm ẩn. Wall Street Journal cho rằng những tác động trong trận lũ lụt sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế kỹ thuật số hiện đại. Tại Trịnh Châu, bản đồ trực tuyến không thể sử dụng và xe điện bị chập điện. Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số góp phần thúc đẩy tiến bộ công nghệ ở Trung Quốc. Lượng giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng tăng, nhưng đã gây ra một số vấn đề xã hội. Ví dụ người già khó có thể đi taxi nếu không có ứng dụng phù hợp. Các vấn đề do trận lũ này gây ra đã bác bỏ hoàn toàn các cam kết cụ thể mà chính phủ Trung Quốc đưa ra trong văn kiện chiến lược tháng 7 năm 2021. Trung Quốc đã hứa trong tài liệu hướng dẫn của mình rằng hệ thống tiền kỹ thuật số sẽ mở ra một cơ chế phòng thủ tích hợp để đối phó với các thảm họa thiên nhiên. Trung Quốc không vội vàng phát hành đồng tiền kỹ thuật số. Chính phủ Trung Quốc luôn thận trọng về vấn đề đổi mới tài chính và chưa đưa ra cam kết về thời gian phát hành chính thức đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Wall Street Journal tin rằng không có một dấu hiệu nào cho thấy các vấn đề của Trịnh Châu có thể làm thay đổi kế hoạch đối với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Nhưng các nhà phân tích cho rằng về thời gian ra mắt chính thức đồng tiền nhân dân tệ kỹ thuật số, Trung Quốc có thể không quá vội vàng. Mã Vĩnh Chiết, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Peterson cho biết các yêu cầu rất cao, trong hệ thống này không có chỗ nào sai sót. Thực sự còn rất nhiều điều chưa biết, đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng họ, Trung Quốc, muốn thận trọng và không muốn vội vã tìm kiếm thành công. Mục Trường Xuân, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tiền Kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, người chịu trách nhiệm hướng dẫn dự án đồng nhân dân tệ kỹ thuật số tại một hội nghị trực tuyến vào tháng 3 năm 2021, cho biết dự án tạo ra đồng tiền kỹ thuật số này là một phần để dự phòng cho hệ thống WeChat và Alipay. Hai hệ thống này đang xử lý 90% các giao dịch thanh toán qua di động ở Trung Quốc. Ông Mục còn cho rằng nếu Alipay và WeChat thất bại về mặt công nghệ hoặc tài chính, có thể sẽ tác động tiêu cực đến sự ổn định của hệ thống tài chính Trung Quốc. Nếu hệ thống tiền kỹ thuật số này được sử dụng trong trận lụt ở Trịnh Châu, thì vẫn chưa rõ liệu hệ thống này có thể phát huy tác dụng hay không. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nói rõ rằng để sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ cần phải cài đặt ứng dụng, bao gồm một ứng dụng của chính nó, cũng như WeChat và Alipay. Trong thời gian lũ lụt xảy ra, cơ quan tài chính tỉnh Hà Nam đã ban hành một thông báo khẩn cấp yêu cầu các ngân hàng xử lý nhanh chóng các trường hợp khách hàng không thể sử dụng thanh toán di động, thậm chí là cung cấp tiền mặt. Sự xuất hiện của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số dường như một ngày nào đó sẽ thay thế tiền mặt, mặc dù Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tuyên bố trong báo cáo tháng 7 rằng tiền mặt sẽ tiếp tục được lưu hành miễn là mọi người vẫn muốn sử dụng nó.
Mỹ cảnh báo nguy cơ Trung Quốc thu thập dữ liệu gen. Tình báo Mỹ cảnh báo các công ty Trung Quốc có thể đang tìm cách thu thập dữ liệu gen từ khắp nơi trên thế giới để phục vụ mục đích riêng của nước này. Trong báo cáo được công bố ngày 22 tháng 10, Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ cảnh báo các công ty Trung Quốc được cho là đang thu thập dữ liệu gen từ khắp nơi trên thế giới. Tình báo Mỹ cho rằng đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ và các công ty Trung Quốc nhằm phát triển cơ sở dữ liệu sinh học lớn nhất thế giới. Giới chức tình báo Mỹ cho rằng Washington cần bảo mật tốt hơn các công nghệ quan trọng, bao gồm trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, chất bán dẫn và các công nghệ khác liên quan đến lĩnh vực được gọi là kinh tế sinh học. Michel Orlando, quyền giám đốc Trung tâm Phản gián, một nhánh của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, cảnh báo Trung Quốc cũng như các quốc gia khác đang cố gắng thống trị những công nghệ này và đang sử dụng các biện pháp hợp pháp và bất hợp pháp để có được công nghệ của Mỹ. Giới chức Mỹ lo ngại khu vực tư nhân của nước này từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc và các nước khác đang cố gắng đánh cắp công nghệ cũng như tài sản trí tuệ của Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết các quốc gia khác như Nga vẫn là một mối đe dọa, nhưng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc khiến nước này trở thành mối đe dọa lớn nhất với nước Mỹ. Các quan chức Mỹ cũng đang nhấn mạnh sự giao thoa giữa công nghệ và nghiên cứu di truyền và sinh học như một lĩnh vực cạnh tranh và gián điệp. Edward Gill, nhân viên phản gián quốc gia về các công nghệ mới nổi và đột phá, cho biết chính phủ Trung Quốc đang thu thập dữ liệu y tế, sức khỏe và gen trên khắp thế giới. Ông Gill cho biết, quốc gia nào xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tốt nhất sẽ có lợi thế hơn trong việc phát triển các phương pháp điều trị cho đại dịch trong tương lai, và Trung Quốc hiện có lợi thế hơn. Trích dẫn một báo cáo của Reuters, ông Gill cho biết BGI, một công ty công nghệ sinh học Trung Quốc, đã phối hợp với quân đội Trung Quốc nhằm cho phép họ thu thập thông tin từ hàng triệu người trên khắp thế giới. Công ty này đã được có chỗ đứng tại Mỹ vào năm 2013 khi BGI mua một công ty gen của Mỹ. Fox News dẫn thông tin từ tình báo Mỹ cảnh báo Bắc Kinh có thể đang tìm cách thu thập ADN của người Mỹ sau khi BGI từng đề nghị xây dựng và vận hành các phòng xét nghiệm COVID-19 tại Washington, New York, California và một số bang khác ở Mỹ. Theo Reuters, BGI đã bán hàng triệu bộ xét nghiệm COVID-19 bên ngoài Trung Quốc kể từ khi đại dịch bùng phát, trong đó tại châu Âu, Australia và Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ đã cảnh báo các phòng thí nghiệm nước này về việc sử dụng các bộ xét nghiệm của Trung Quốc do lo ngại Bắc Kinh đang tìm cách thu thập dữ liệu gen ở nước ngoài cho nghiên cứu của riêng nước này, BGI bác bỏ nghi vấn đó. Orlando cho biết ông không đề cập đến việc tách rời nền kinh tế của Trung Quốc và Mỹ, nhưng cho biết Trung tâm Phản gián đang cố gắng cảnh báo các công ty về những rủi ro khi làm việc với công ty Trung Quốc vốn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ. Chúng tôi không nói hai bên tách rời nhau, nhưng nếu bạn định kinh doanh ở Trung Quốc, hãy tỉnh táo về điều đó, ông Orlando cho biết. Trung Quốc gọi Pháp và 42 nước khác là tay sai của Mỹ. Gửi đến Pháp và những nước khác đang theo Mỹ, những gì các vị đang làm là tự giao nộp độc lập chủ quyền của mình và phục vụ như tay sai của nước Mỹ, Đại sứ Trung Quốc Liên Hợp Quốc Yang Jun phát biểu. Phát ngôn của Đại sứ Giang được cho là nhằm đáp trả việc một cuộc họp của Liên Hợp Quốc, đại diện Pháp đã đọc to tuyên bố chung của 43 nước tố Bắc Kinh vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Trong tuyên bố chung ngày 21 tháng 10, các nước này có nói ra những báo cáo đáng tin cậy cho thấy sự tồn tại của các trại cải tạo và giam giữ tùy tiện hơn 1 triệu người tại Tân Cương. Tuyên bố kết thúc bằng việc kêu gọi Bắc Kinh cho phép các quan sát viên độc lập quốc tế tiếp cận ngay lập tức và không bị kiểm soát. Trung Quốc luôn bác bỏ những cáo buộc trên và đã tổ chức các đoàn ngoại giao đến thăm Tân Cương. Gửi đến Pháp và những người đang theo Mỹ, những gì các vị đang làm là tự giao nộp độc lập, chủ quyền của mình và phục vụ như tay sai của nước Mỹ, nhưng lại nghĩ rằng mình có được sự ưu ái bằng việc nghe theo lời của một siêu cường. Sự thật là các vị đang bỏ phẩm giá của chính mình và sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng từ các nước khác nữa, ông Giang đáp trả cùng ngày 21 tháng 10. Theo báo China Morning Post, Đại sứ Trung Quốc cũng gọi việc các nước cùng lên tiếng tố cáo là một âm mưu nhằm cản trở sự phát triển của Trung Quốc, nhưng chắc chắn sẽ thất bại. Không dừng lại ở đó, ông Giang còn công kích Pháp, chỉ ra những điều mà ông này cho là vi phạm nhân quyền của Paris. Chẳng hạn, giết hại dân thường trong một chiến dịch quân sự ở châu Phi, trục xuất hàng chục ngàn người Romania và tình trạng phân biệt đối xử của người Hồi giáo tại Pháp. Mỹ và một số quốc gia khác đã chọn đi theo con đường sai lầm, đi ngược lại vào xu hướng thịnh hành của thời đại. Cuối cùng họ sẽ tự chuốc lấy ô nhục và trở thành trò cười của cộng đồng quốc tế cũng như của lịch sử, đại sứ Trung Quốc chỉ trích. Các quan chức ngoại giao của Trung Quốc luôn tỏ ra gay gắt trước những phát ngôn và hành động họ cho là đụng chạm đến lợi ích quốc gia, bôi xấu hình ảnh của đất nước. Cách họ phản ứng từ lâu đã được giới phân tích gọi bằng thuật ngữ ngoại giao chiến lang dựa trên một bộ phim cùng tên. Phong cách ngoại giao này liên tục được sử dụng để đáp trả những phát ngôn tiêu cực liên quan đến vấn đề mà Trung Quốc xem là chuyện nội bộ của nước này như Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh thông tin nhanh, chính xác, trung thực, tin tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin kế tiếp.